Mọi người hay là anh em chúng ta hay xem độ PC và những chiếc PC cấu hình cực kỳ khủng khiếp đến từ Asus ROG là Republic of Gamer đúng không? Nhưng mà trong video lần này cũng thế, cũng là một chiếc PC siêu khủng nhưng mà không phải đến từ độ PC đâu, mà đến từ một vị khách của Hicom Thanji. Và vị khách này là ai cũng như là các linh kiện trong chiếc PC này gồm những gì thì mọi người hãy xem hết video này nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người đã quay trở lại với Hicom. Và trước mặt Minh Phong đây là tất cả các linh kiện để build nên một bộ PC cực kỳ khủng cho vị khách đến từ Hicom Thanji luôn. Và bây giờ Minh Phong sẽ chọn quả tim cho chiếc PC này trước. Thì Minh Phong sẽ chọn đó là ROG Maximus Z790 Hero BTF, là một cái dòng dấu dây này cùng với đó là nâng cấp hơn so với các cái phiên bản tiền nhiệm. Rồi, và Minh Phong sẽ chọn cái mainboard là dòng Z đúng không? Cho nên là cái con chip Minh Phong sẽ sử dụng đó là con chip Intel Core i9 14900K. Tại vì dòng Z với dòng K nó đi với nhau thì nó có thể ép xung thoải mái cho mọi người luôn, để chiến những cái tựa game mạnh này đấy. Và tiếp tục thì Minh Phong sẽ chọn một cái bộ tản nhiệt nước All-in-One đến từ ROG Ryzen 3 360. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Và tiếp theo thì Minh Phong sẽ chọn cái giá đỡ cạp màn hình. Tại vì sao? Phải có cái giá đỡ này thì Minh Phong mới chọn được một cái con cạp chất lượng luôn. Thì Minh Phong sẽ chọn cái giá đỡ cạp màn hình đó là ROG Hikun X. Đấy, một cái giá đỡ cực kỳ đẹp luôn. Rồi, và tiếp theo thì Minh Phong sẽ chọn cái con cạp màn hình cho chiếc PC siêu khủng này, đó là GeForce RTX 4090. Một con cạp mà chúng ta có thể chiến được những cái tựa game AAA này cực kỳ mượt mà luôn. Và những cái tựa game nặng hơn thì vô tư. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta sẽ chọn thêm đây, bộ RAM có xe. Đây, Minh Phong sẽ chọn là 4 thanh RAM và mỗi thanh là 16GB và tổng cộng là 64GB cho cái thanh Corsair này. Đấy, đây là cái dòng Dominator Titanium. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Và trên này nó sẽ có giải LED cho chúng ta đồng bộ hóa luôn. Rồi, tiếp theo thì Minh Phong sẽ chọn đến ổ SSD. SSD thì Minh Phong sẽ chọn từ dòng Samsung SSD 990 Pro đây. Một dòng khá là mạnh cho anh chị em chúng ta có thể chiếm những tựa game này, cũng như là tải nhiều cái tựa game về cho anh em tha hồ chơi luôn. Và Minh Phong chọn cái dòng này là Minh Phong sẽ sử dụng là 2TB. Và nhìn chung thì chúng ta có thể thấy nhá, cái cặp màn hình này này có LED này đúng không? Rồi, cái giá đỡ cũng có LED này. Rồi, đến cái này cũng có LED thì chúng ta có thể đồng bộ hóa qua cái Aura Sync trên Asus này. Rồi, và để mà khởi động cái bộ máy PC này ra thì không thể không nhắc đến bộ nguồn đúng không? Thì đây, để cho cái bộ PC cực khủng của chúng ta hoạt động trơn tru mượt mà cùng với đó là lên nguồn ấy, thì Minh Phong sẽ chọn một cái nguồn đến từ ROG Asus ROG Thor 1200W và Lithium 2. Đấy, một bộ nguồn cực kỳ khủng với các cái linh kiện mà Minh Phong đã chọn như lúc nãy. Đây, chúng ta có thể thấy. Rồi, và ngoài ra thì các phụ kiện đi kèm như thế nào đúng? Thì bây giờ cứ xem hết video đi. Thì Minh Phong sẽ giới thiệu cho mọi người các cái phụ kiện đi kèm đến từ dòng Asus ROG. Và các phụ kiện đi kèm cũng như là các cái gear thì Minh Phong sẽ chọn đây. Đầu tiên Minh Phong sẽ chọn một con chuột ROG Keras 2S. Và có chuột rồi đúng không? Thì Minh Phong sẽ chọn một cái tai nghe đi kèm để cho chúng ta trở nên gaming hơn này, cũng như là hầm hố hơn. Thì Minh Phong sẽ chọn chiếc tai nghe đến từ Asus ROG Delta S Animes. Rồi, có chuột này, có tai nghe rồi thì bây giờ chúng ta phải chọn bàn phím luôn. Thì Minh Phong cũng sẽ chọn một dòng đến từ Asus ROG Azos. Đây, một bàn phím đến từ Asus đây rất là chất lượng luôn. Và trên cái bàn phím này chúng ta sẽ có những cái công cụ này, cũng như là những cái tác vụ, và có luôn cả màn ảnh LED luôn mọi người ạ. Rồi, và ngoài ra thì chúng ta sẽ chọn thêm một tấm bé chuột, là một tấm lót chuột đấy mọi người ạ. Tại vì có con chuột rồi mà để cho bảo dưỡng này, cũng như là bảo quản cái con chuột của chúng ta có thể sử dụng trong một thời gian dài mà nó không gây ảnh hưởng đến cái hiệu năng cũng như là cái quá trình anh em chơi game hay là việc đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn một tấm bé chuột đến từ Asus luôn. Và tấm này là ROG Horn S. Bình thường các anh em của chúng ta chơi game là thắng bại tại kỹ năng đúng không? Không 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 không, thắng bại tại Wi-Fi hết mọi người ạ. Thì Minh Phong sẽ chọn một cái cạp Wi-Fi đến từ Asus, đó là Zen Wi-Fi XD4S đây mọi người ơi. Rồi, và bây giờ anh em cứ theo chân Minh Phong nhé. Minh Phong sẽ khui những cái hộp linh kiện cực kỳ khủng khiếp này ra, rồi build bộ PC này thôi. Rồi, bây giờ đầu tiên thì Minh Phong sẽ bóc cái cạp đồ họa GeForce RTX 4090. Ui, mọi người xem này, cái mùi mới khinh khít luôn mọi người. Cái cạp đồ họa 4090 này mà chiến game thì thôi phải gọi là mướt mượt luôn. Wow, anh em xem này, cái thiết kế hộp thôi đã chất lượng rồi, mà khi mà chúng ta build cái bộ PC rồi gắn vào cái bộ PC nữa thì còn gì phải chê đúng không mọi người. Wow. Rồi, và bây giờ Minh Phong sẽ bóc cái cặp đồ họa này ra. Wow, RTX này 4090. Đây, mọi người thấy mà khi mà bóc ra thì chúng ta sẽ thấy là có một
ba cái quạt luôn này, ba quạt làm mát, cùng với đó là cái logo Asus này đấy, ở phía trước và phía sau luôn. Và nhìn tổng quan nhá, chúng ta sẽ thấy có màu đỏ và màu xanh cực kỳ chín luôn đúng không mọi người ạ. Hệ thống tản nhiệt lá đồng này đấy, giúp cho cái card đồ họa này luôn mát mẻ này, cũng như là giữ được cái hiệu năng ổn định, và cái lúc mà chúng ta chơi game nó sẽ không bị giật lắc hay là gây ra tình trạng mà đơ hình đâu mọi người ạ. Và cái chiếc card này thì rất ít người dùng, tại vì sao? Tại vì nó có quá nhiều cái tính năng tối ưu. Ví dụ như mọi người thấy này, đây là một chiếc card không dây, và chúng ta chỉ cần gắn thẳng vào cái mainboard của chúng ta thôi là có thể cung cấp nguồn này, cũng như là đầy đủ các cái linh kiện mà chúng ta có thể sử dụng, cũng như là khởi động cái card đồ họa này rồi. Anh em thấy cái chiếc card vừa rồi nó khá là nặng luôn, cũng như là khá là hầm hố, thì vị khách của chúng ta yêu cầu thêm một chiếc giá đỡ card đến từ ROG, và Minh Phong chỉ chọn là ROG Hequin X đây. Đấy, một chiếc giá đỡ card mà có đầy đủ led này, cũng như là đảm bảo cái sự chắc chắn khi mà chúng ta treo cái card màn hình này lên luôn. Đây. Và ngoài ra thì chúng ta có thể đây, trên cái chính cái chiếc giá đỡ card màn hình này đấy, có thể tăng giảm chiều cao này. Ngoài ra có một cái thanh cân xem thử là card của màn hình chúng ta đã chín chưa. Và cái việc mà sử dụng một cái chiếc chân đỡ card màn hình này không phải thừa đâu mọi người, tại vì nó rất là phù hợp này, để cho cái bộ PC của chúng ta trở nên chắc chắn cũng như là hầm hố hơn. Và tiếp theo Minh Phong sẽ bóc 4 cái thanh RAM mà như lúc nãy Minh Phong đã nói, đến từ Corsair Dominator Titanium. Và Minh Phong sẽ mở cận cảnh ra, anh chị em của chúng ta thấy bên trong của nó thiết kế hầm hố như thế nào nhá. Đây, Minh Phong sẽ chọn 4 thanh này, và mỗi thanh là 32GB và tổng là 128, và bớt thì là 6000. Đấy, cực kỳ mượt mà cho các anh em chiến các tựa game nặng, cùng với đó là thiết kế đồ họa luôn. Rồi, và bây giờ Minh Phong sẽ bóc cái tản nhiệt nước All-in-One ROG Ryujin 3 360 này ra. Wow, láng lắm mọi người ơi. Đây, và bên trong của chúng ta sẽ có một cái rack tản nhiệt này. Đây là máy bơm nước này, bây giờ Minh Phong sẽ mở ra cho mọi người xem luôn. Đấy, với cái mùa hè oi bức này, một cái tản nhiệt đến từ ROG này thì cái sự nóng nó không còn hề hấn gì đâu. Và ngoài ra thì chúng ta sử dụng cái tản nhiệt này để làm gì? Để cho cái bộ máy của chúng ta cũng như là cái PC luôn giữ ở một cái mức nhiệt độ ổn định này, để tránh gây ra cái tình trạng giật lag trong nhiều giờ liền sử dụng. Rồi, và bây giờ Minh Phong sẽ mở hộp chiếc mainboard ROG Maximus Z790 Hero BTF này. Wow, có cả logo của Asus luôn mọi người ạ. Và vị khách đến từ Hacom Thanh Trì này sẽ chọn một chiếc mainboard cực kỳ khủng khiếp luôn. Và mọi người thấy nhá, ở chính chiếc mainboard này này nó giấu hết tất cả các dây vào bên trong rồi. Và ngoài ra này, mọi người thấy một cái tấm nắp này ở đây làm gì? Để mà khi lắp dây hay là lắp thêm những cái linh kiện bên ngoài á, nó sẽ che đậy đi hết, nó tạo ra một cái khoảng không này đấy. Đấy, rất là đẹp đúng không mọi người? Và cái thanh cái nắp này này nó bằng nhôm nhá mọi người. Công việc của nó làm gì? Để giúp tản nhiệt này. Cùng với đó là chúng ta thấy này, cái chỗ lắp khe RAM này, cùng với đó là các cái bậc thang cũng như là những cái thanh sắt này, nó tạo nên cái vẻ đẹp này hầm hố hơn. Và cái thanh này nó mát lạnh luôn. Đấy, nó cũng giúp cho cái việc mà cái mainboard của chúng ta trở nên mát mẻ hơn. Và ở các cái mainboard thông thường á, là mọi người thấy các cái tủ này nhá, nó sẽ để lộ ra. Nhưng mà ở chính chiếc mainboard của Asus này nó sẽ giấu đi hết này. Đấy, rất là gọn ghẽ. Đây, mặt sau này, anh ấy có thể thấy. Wow, cái việc đơn giản hóa như thế này chúng ta chỉ cần lắp vào và dùng thôi. Bên hông của nó chúng ta sẽ thấy này, đầy đủ luôn BIOS này, rồi reset này, rồi các cổng HDMI, USB đầy đủ luôn mọi người. Có rất nhiều cổng cho chúng ta tha hồ mà gắm thêm các linh kiện hoặc phụ kiện đi bên ngoài. Rồi, và bây giờ Minh Phong sẽ bóc hộp con nguồn này ra. RockTor 1200W mọi người ạ. Đây, đây là các cái linh kiện đi kèm bên trong này. Ngoài ra chúng ta sẽ có các cái phụ kiện ở trong cái hộp nguồn này. Đấy, và với cái nguồn này lên tới 1200W luôn thì chúng ta sẽ có rất nhiều dây đi kèm. Nhưng mà trên chiếc PC này, những cái dây này nó sẽ được giấu đi hết cho mọi người luôn, cho nên mọi người cứ yên tâm. Rồi, và đây là nhân vật chính của chúng ta là chiếc nguồn. Wow, mọi người thấy này, ôi đẹp lắm mọi người. RockTor 1200W đây ạ. Minh Phong sẽ xoay cho anh em xem này. Đấy, chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ thấy logo ROG này, và bên trong nó là một chiếc fan cực kỳ lớn luôn. Một chiếc quạt này để giúp cái nguồn của chúng ta luôn giữ được cái nhiệt độ ổn định. Và mặt bên hông của nó là chúng ta sẽ thấy có nút này mở quạt hay là tắt quạt này, cùng với đó là khởi động nguồn và rắc cắm nguồn. Còn về phần gear này thì Minh Phong sẽ nhường lại phần cho vị khách đặc biệt đến từ Hacom Thanh Trì sẽ đặt hộp tất cả các cái linh kiện đi kèm nhé. Và để lắp tất cả các cái linh kiện này vào một chiếc PC thì Minh Phong sẽ chọn chiếc khay đến từ Asus ROG Hyperion. BTF là một chiếc khay giấu dây hoàn toàn luôn, cho nên là tất cả các linh kiện này mà khi lắp vào chiếc PC này á, nó sẽ giấu dây hết luôn, tạo cho chúng ta một cái vẻ thân thiện này, cùng với đó là gọn gàng.
Còn về phần màn hình thì Minh Phong sẽ chọn build cho vị khách hàng đặc biệt này hai chiếc màn. Và chiếc ở dưới là chúng ta sẽ chọn một chiếc màn đến từ Asus lên tới 32 inch, tần số quét là 240Hz và tốc độ phản hồi là 0.03ms, cực kỳ nhanh luôn. Và chiếc màn hình 24 inch này cũng không kém cạnh gì mọi người ạ. Mà để lắp vào cái chiếc PC cũng như chiếc case này trở thành hiện thực thì bây giờ Minh Phong sẽ nhường lại các anh kỹ thuật viên tại Hikotachi nha. Thấy sự hoàn hảo đến từ chiếc PC 200 cũ siêu chất này không ạ? Và Minh Phong cũng như là các anh kỹ thuật viên tại Hacom Thanh Trì đã vừa hoàn thiện này cũng như là lắp hết tất cả các linh kiện vào chiếc PC Asus ROG Republic F Gamer này. Và mọi người thấy này, nhìn tổng thể này từ đèn LED này đến tất cả các cái linh kiện bên trong phải gọi là chỉ có một từ thôi, chất. Và mọi người nhìn này, không có một cái dây nào mà nó lộ ra hết, tại vì cái này là chiếc PC giấu hết toàn thể tất cả các cái sợi dây cũng như là các cái dây đến từ các cái linh kiện như là nguồn này, chặt màn hình này, rồi tất cả mọi thứ luôn, từ quạt tản nhiệt các thứ nó đều giấu hết. Và mọi người thấy cái này đúng không? Không phải dây đâu, cái này là ống nước tản nhiệt bắt buộc chiếc PC nào cũng phải có mọi người ạ. Nếu mà muốn custom thêm cái tản nhiệt nước. Như ở đầu video mà Minh Phong cũng đã giới thiệu cho mọi người tất cả các cái linh kiện để build một chiếc PC với cấu hình khủng như này, hơn 250 cũ. Đây, rồi mọi người cũng đã xem qua cái quá trình lắp này cũng như là các linh kiện cùng với đó là chiếc PC cực kỳ khủng khiếp như thế này đúng không? Bây giờ Minh Phong chỉ có một từ thôi, mê quá mọi người. Còn bây giờ các bạn đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nha.